Theo ghi nhận của phóng viên, tại thời điểm chữa bệnh của thầy Tư Tịnh tại ấp Tân Phước, xã Tân Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, mỗi ngày có hàng trăm người đến khám và chữa bệnh. Mặc dù chưa được cấp phép chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật, nhưng tiếng lành và hiệu quả trị bệnh luôn xa, người dân khắp các tỉnh thành miền Tây vẫn hàng đội từ xa đến để nhờ thầy Tư giúp đỡ. Không những thế, còn có các trường hợp bệnh nhân từ các tỉnh miền Bắc tìm đến để chữa trị. Có bệnh thì vái tứ phương, hiệu quả thấy rõ và điều trị bệnh miễn phí, nên địa điểm chữa bệnh của thầy Tư Tịnh từ sáng đến tối lúc nào cũng đông kín người. Trong đó, phần đông mắc bệnh là các chứng như cầm điếc, đau nhức khớp, gai cột sống, thoát vị đĩa đệm, thần kinh tọa, v.v. Người bệnh cũng đủ mọi lứa tuổi và tầng lớp, ngành nghề trong xã hội, thậm chí có trường hợp bệnh nhân là những em bé sơ sinh chỉ vài tháng tuổi. Những người bệnh đến với thầy Tư đa phần đều là chữa bệnh ở các bệnh viện lớn nhỏ nhưng không có kết quả. Thế nhưng chỉ với vài thao tác đơn giản trong vòng chưa đến 30 giây, phần lớn các bệnh nhân câm điếc bẩm sinh đã có thể nghe và phát âm được các tiếng đơn giản. Các bệnh nhân điều trị xương khớp cũng có hiệu quả thấy rõ. Chữa bệnh cứu người là một việc làm ý nghĩa nhân văn của toàn xã hội. Hạnh phúc của người thầy thuốc không gì hơn là được thấy bệnh nhân của mình khỏe mạnh. Đặc biệt là những căn bệnh nan y tưởng chừng như tuyệt vọng này. Có khi mình khá mà cái nhà kế bên thấy khổ này kia cho nọ, tự ái không dám lại mượn mình. Hay nó mượn mình một hai lần mà nó khổ nữa, nó không dám mượn mình lần. Thôi mình đừng để cho nó hỏi mượn. Mình nói sao khéo á, nó mới nhận. Chứ nhiều người ta có cái tự ái, ta có tự cao, nó không nhận. Ta không nhận. Chẳng thà ta nấu cháo ăn chứ ta không mượn gạo mình. Mình nói khéo dám bao gạo nữa, gạo cho mừng lắm. Cũng như thầy cho tính ra và tính ra mùng thì có trên dưới 1.000 cái một mình, trên dưới 1.000 cái hỏi cả 1.000 người mà để đắp ấm vậy, mũi không cắn gì, hỏi thầy mình sung sướng cỡ nào, mình sung sướng cỡ nào. Thay thế cho mình ban đêm mình ngủ mình có mền mùng đàng hoàng, mình bỏ đặt cái mền ra, mình nửa đêm mình lạnh, cái lạnh quá lạnh mình mới lấy cái giò mình tay mình quèo mình kiếm cái mền mình đắp lên ấm. Mình thấy mình mừng không? Mà ngược lại mà quèo. Cho nên thầy khuyên bà con láng giềng mình đừng bọc nhau, ai có cha mẹ già thì gắng gắng mà nuôi, đừng bỏ bê tội. Bây giờ mình ổng ở trong nhà mình không săn sóc ổng, mình không lo cho ổng, mai mốt ổng ra ngoài cái gò ổng nằm ngoài rồi làm gì mình có tới được. Giỏi năm là thường thường thầy cái câu nói này thì nó có hai, nó có hai lời mà thầy thật hết là nói lời một. Thường thường là cái nói cái gì, cái nóc nhà nó xa hơn cái chợ phải không, đúng không? Cái nóc nhà xa hơn cái chợ, còn con nói sao thì không biết, thầy biết cái con cột tước à. Con bên đây nó bị nó đúng như vậy đó, con phải cố gắng lên. Thường thường ta nói ở đó người ta không hiểu, nó nói tại sao cái nóc nhà mà nó xa hơn cái chợ, gắng lên phải không? Thôi còn câu sao thì không nói, ai biết thì tự sửa. Tôi nói cái nóc nhà xa hơn chợ rồi đến tôi dòm tôi, có tưởng tôi tới đàn vàng không thắng lợi. Nói vậy chứ bà con đến đây trị bệnh như thế nào thì nhìn thì biết. Ai mà biết lo cho mẹ mà anh em giúp đỡ nhau, anh em vợ chồng mà bệnh hoạn cho giúp đỡ nhau thì mừng lắm. Thầy đi bệnh mau hết thầy mừng lắm. Còn ai có cha mẹ mà không lo lắng mà bỏ bê, anh em không giúp đỡ
vợ chồng mà quýnh đặt với nhau mà xua đuổi nhau, mà lúc nghèo con cá lòng tông cũng chia đôi, mà tổ nước cơm cũng mới chia đôi, phải không? Cái hồng dịch lượn ra thì cũng phải chia đôi. Bây giờ vợ khá rồi chồng không khá, hay là chồng có cái gì mà khá rồi thì đánh đuổi vợ đi, có bà nhỏ tội lắm bà con. Tội lắm. Tại sao mà lúc nghèo vợ chồng mình không? Một nước tổ nước cơm cũng phải chia đôi, một cái hộp vịt là cũng phải chia đôi, một con cá rô lên câu mà kho quéo quẹt bà quẹt. Chồng trang vợ hức mà gạt đầu khen hôn. Còn giờ ví dụ như mình được cái gì rồi mình khá lên, ví dụ mình có xe cộ mình đi này kia kia, mình gặp cô có bóng quá cái mình mê cô đó, cái mình bỏ vợ nhà. Có không bà con? Có nhiều luôn đó. Đây đây con. Mà thỉnh thoảng mấy bạn tôi nè có quan chức luôn á, mà tôi mừng. Hai bà má tôi chắc là thế mình không khác. Nó mặn con gà rồi. Chắc cho một thùng bia nè. Có là làm cho dễ hành đi nè cha. Cho con gà để cho. Mèo ngậu ngon không? Mèo ngậu ngon không? Nó có thằng bạn mù, nó đem một dĩa ra, lấy cái dĩa nhỏ, nó lấy của nó gan, mề, ruột, ăn. Nè, tôi gắp một dĩa này nè, để cho cha với mẹ tôi, vợ anh em mình nhậu thôi. Nó mấy cái thằng bạn đó, mình hơn đến nhà đó mình nhậu, phải không? Thì vì sao mẹ nó tôn trọng thì trước mắt nó phải tôn trọng mình. Còn thằng bạn nào mà nó đãi được nó không tiếng cha mẹ nó thì thôi, mấy bạn thôi lỡ lên bầm đầu làm sao được cái nhậu. Cái được 2 tháng rồi tôi đi nhậu mà tôi về tôi kể mấy bạn tôi cười hoài. Thằng này đi nhậu bữa nay nhậu A mới nhậu B C C năm thằng đi nhậu xe chồng. Thằng bạn kia nói là bữa nay mấy ông gọi nhậu chứ tôi một bữa đi. Vợ tôi là chiêu đãi cực kỳ. Đó, mấy cháu uống ra thằng nhậu. Kia nói hồi nào giờ tao nhậu con gà cho mày, mà con gà nó nhậu nha, mà thêm con chuột hụ nữa là tao không nhậu nha. Kia nó con tướng cái bụng thấy không? Thôi chưa nhìn cái tướng không chắc lên gia đình đó. Thì bữa đó chỗ ông nội tôi nè 28 năm đã đến nè huyện đến nè rồi bên tỉnh qua nè, ông nói đúng rồi, không có nói giờ đến là hay nhậu một con gà thôi chứ không nhậu. Cái kia đó rồi, tao không ngồi thằng cô hiểu ngồi ngon lắm. Thấy không? Ông quá ngồi bác rồi. Khổ không? Tiếng vũ mình người là bà người vừa bà nhà có nuôi con gà trống. Gà trống đá là quý chứ. Chồng không có nhà cái vợ mặn gà trống đá vua. Cái người xong thằng bà trống vua đi ra khỏi con mười mấy là mấy thôi. Mình quýnh một bào cay là nó chạy ra nói ông vô tôi mặn con này trống. Nó quýnh tôi gần chết rồi ông vô ơi. Chết không? Có vậy không? Cho nó nét rồi đúng. Lúc mà tôi ở Hồ Sơn nè. Nó ô tô mà. Tôi làm cái bên con dính nè. Chết rồi. Cái thương xong tôi 7-8 nữa là tôi lấy cái đường lại. Vô phòng tôi nghỉ. Hai năm thầy là người tiền cuối. Hai anh em mới đi nhậu này kia cái nọ cũng có bà này bà nọ đằng kia mà người ta công tức người ta nói chuyện đâu đàng hoàng lắm chứ không phải. Cái bà có bà bí thư nó lên nó ghen nó quậy nát luôn. Còn cái bà bạn tôi là phó chủ tịch công nghiệp xã lên nói nhỏ nhẹ có anh ơi nhà đã nhậu gì rồi thôi thẳng đây. Rồi lúc có khách nhà đây, anh mời mấy chị này xuống nhà mình luôn để tôi về trước tôi chuẩn bị. Ha. Nghe nói đầu nó mát thì được cái đá mà. Còn cái bà kia có lợi có quậy đó, cũng như là mà bỏ đầu tôm trong gỗ mà bỏ xong. Vì kiểm điểm mấy lần rồi ông kia ông về nhà cắt lúa luôn. Rồi ông kia ông lên cũng định lên bí thư luôn. Rồi cái đối xử, đối nhân xử thế là nó khó vô cùng. Bây giờ cũng như thầy làm như vậy nè, khó hay dễ? Khó lắm bà con. Thầy làm được như vậy là biết bao nhiêu nằm gai nếp mặt. Thầy nuốt nước mắt được không biết bao nhiêu lần. Không ra ở đây ai thấy thầy phát biểu qua thầy khóc qua thấy không? 5 năm nay rồi mấy ngày qua mới cầm nước mắt lại không được.
mới tức cái gì đó. Mà mình nằm xuống đã, mình ngã xuống hàng trăm lần mà tự mình ngưỡng lên giờ này đứng thẳng được hình dáng như vậy là không biết công lao cực khổ, không biết bao nhiêu nước mắt mà nước mắt ngược ngược. Mà hôm qua thầy nuốt nước mắt ngược nuốt không được, cho nên phải gơi lệ ướt nước mắt ngày qua luôn. Tức những cái mỏng chuyện gì vậy vậy đó mà không ai bảo vệ, không ai hỗ trợ được cho thầy Tư. Mà giờ này chỗ chủ tịch nước Trần Đại Quang lên ngày 21 tháng 12 năm 2016, đồng bào ta thấy cái video này hãy thông báo đồng bào ta để thầy Tư cứu người. Rồi lên một cộng sau có Đinh La Thăng là bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cũng chia sẻ clip đó, cũng đẩy lên luôn. Thấy không? Mà có khi thầy nghĩ là thầy buồn lắm, mà lấy buồn làm vui. Nó lấy buồn làm vui. Tại sao làm vui? Ông Phật ông nói làm thầy phải gian phải khổ. Nó thì mình nghe được nó cái bài phần rồi. Mà cái thầy làm được như vậy là thầy biết rất cực khổ, rất khó khăn. Mà cái khó khăn này á, thì nó dễ. Mà cái khó khăn cực kỳ lâu dài hơn nữa là có khó khăn hỏi mình làm được lâu dài không? Mình còn dân nó tín nhiệm mình lâu dài hay là không? Cái đó mới quan trọng. Đúng không? Cái đó mới quan trọng. Mình làm vua thì nó dễ rồi đó. Mà hỏi ông vua này à, ông lãnh đạo trong đất nước có được lâu dài không? Cái đó là phải khó. Đúng không? Thầy có tuyên bố làm trên một cái đoạn báo pháp luật có nói thầy vì dân vì nước. Mấy anh nói chiến đấu biển đông thì thầy ở đây phải lo dân cũng như biển đông gì. Đúng không? Thầy hứa là đến trị bệnh bà con vì dân nghèo mù câm điếc mù. Đối với thầy bây giờ dường như là thầy chiếc đạt trên 50%. Mấy em bé mà sinh viên non sinh viên giống hạt á, từ 1 tháng đến 50 tháng dường như là thành con hết bà con. Mừng lắm, không có gì mừng nổi bằng. Mà thầy hứa là thầy sẽ phục vụ cho đến hơi thở cuối cùng, không làm gì hết. Tiệm nói ai nghèo khổ gì đến đây chị mình được hết, không phân biệt nghèo giàu. Không có gạo thì cho gạo, không có mền mùng thì cho mền mùng, không có cơm ăn thì lo cơm, rồi không có chỗ ngủ thì lo chỗ ngủ. Mà đặc biệt á, thầy đi học 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, kia 10 giờ.